với anh, tay đàn trong tay vui hát ca, một ngày đẹp trời cùng bên nhau. Ha 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 ha. Hôm nay em vui như lá hoa, xuân sao trong nắng mai, một ngày ngọt ngào dành cho anh. Ha 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 ha. Ôi tình yêu cho anh một thiên đường, ôi tình yêu đưa anh vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Trái cau là lễ vật không thể thiếu được trong ngày lễ thành hôn của các đôi bạn trẻ ở Việt Nam. Anh còn son, em cũng còn son, hai ta ước nguyện về làm con một nhà. Anh về thưa với mẹ cha, thưa với ông bà làm lễ chầu cau. Giờ đây ta đã có nhau, chầu long cao phượng thắm màu thủy chung. Thì ngày hôm nay chú rể và cô dâu của chúng ta đang tổ chức hôn lễ tại Korea, thì hai bạn vẫn phát huy cái truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Thì ngày hôm nay họ nhà trai cũng có chuẩn bị một chút lễ nhỏ nhỏ để đón tiếp họ nhà gái. Và sau đây tôi xin trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn cùng các bạn lễ tân của chúng ta cùng tiến vào hôn trường. Vâng, xin mời. Vâng, quý vị dành những tràng pháo tay thật lớn lên để cùng chào đón hai vị trưởng đoàn cùng các bạn lễ tân của chúng ta đang tiến vào hôn trường. Vâng ạ. Tôi xin được đọc kính mời hai vị trưởng đoàn bắt tay nhau để kết tình trong già. Vâng, xin mời. Vâng, và tiếp theo xin được đọc kính mời hai vị trưởng đoàn lên thắp lên hai ngọn lửa tình rực cháy mãi trong tim đôi trẻ ta trong trường ngày hôm nay. Vâng, xin mời hai vị trưởng đoàn ạ. Vâng, đầu tiên xin được đọc kính mời vị trưởng đoàn của nhà trai thắp nến. Vâng, xin mời ạ.
Và tiếp theo xin trân trọng kính mời vị trưởng đoàn nhà gái ạ. Vâng, xin mời. Vâng, xin mời hai vị trưởng đoàn trở về vị trí của mình phía dưới ạ. Vâng, kính thưa toàn thể hội trường thân mến, miếng trầu quyện với trái cau cho đôi bạn trẻ bên nhau trọn đời. Và sau đây, trước sự hiện diện của toàn thể quý khách chúng ta trong trường ngày hôm nay, tôi xin trân trọng kính mời vị trưởng đoàn của nhà trai sẽ chính thức chào lễ. Và để đáp lại tấm lòng thành đó, xin trân trọng kính mời vị trưởng đoàn của nhà gái sẽ nhận lễ. Vâng, xin mời hai vị trưởng đoàn chào và nhận lễ. Vâng, xin mời. Và quý vị đâu dành cho chào có tay thật lớn lên ạ. Và xin mời hai vị trưởng đoàn bắt tay nhau để siết chặt tình đoàn kết thông gia. Vâng, xin mời ạ. Vâng ạ, xin mời các bạn lễ tân đặt lễ lên phía trên ạ. Vâng, xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vừa rồi thì trước hiện diện của các vị quan khách chúng ta trong trường ngày hôm nay thì hai vị trưởng đoàn đã trao và nhận lễ để chứng tỏ tình đoàn kết thông gia giữa hai bên gia đình. Vâng, trăm năm chỉ có một ngày chỉ có một giờ và giây phút hạnh phúc đời trở là đây. Và nhân danh ban tổ chức, tôi xin trịnh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của chú rể Văn Minh sánh duyên cùng cô dâu Đan Lê xin được bắt đầu ạ. Vâng, và xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể của chúng ta cùng tiến vào hôn trường. Vâng, xin mời. Quý vị dành những tràng vỗ tay thật lớn lên để cùng chào đón tân lang và tân gia nhân đẹp nhất, hạnh phúc nhất và sáng ngời nhất trong ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể cùng quay xuống phía dưới để ra mắt toàn thể hôn trường. Vâng, xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, thì trước sự hiện diện của các vị quan khách chúng ta trong trường ngày hôm nay thì cô dâu và chú rể của chúng ta đã tiến vào hôn trường cưới để ra mắt toàn thể hôn trường cưới chúng ta trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Và để mở đầu cho buổi lễ thành hôn của anh Văn Minh và chị Đan Lê, tôi xin trân trọng giới thiệu về dự buổi lễ thành hôn thì có vị trưởng đoàn của nhà trai. Vâng, xin trân trọng kính mời vị trưởng đoàn nhà trai lên phía trên để ra mắt toàn thể hôn trường. Vâng, xin mời ạ. Vâng, xin mời vị trưởng đoàn nhà trai. Và vị trưởng đoàn của nhà gái. Vâng, xin trân trọng kính mời vị trưởng đoàn nhà gái ạ. Vâng, và những tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón hai vị trưởng đoàn của chúng ta. Và ngoài ra có rất nhiều các vị quan khách đã về đây để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ chúng ta trong trường ngày hôm nay. Và có sự tham gia của ban nhạc Hương Quê. Vâng, một tràng tay thật lớn để cùng chào đón ban nhạc Hương Quê. Vâng, và sau đây thì tôi xin trọng kính mời các bạn trong ban lễ tân, xin mời các bạn lên phía trên xếp hàng để chụp hình và ghi hình lưu niệm cùng cô dâu và chú rể. Vâng, xin mời ạ. Cảm ơn hai vị trưởng đoàn và xin mời các bạn lễ tân cùng các vị trưởng đoàn trở về vị trí phía dưới của mình. Vâng, xin mời ạ.
Vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, cái khao khát lớn nhất của cuộc đời mỗi con người đó là yêu và lấy được người mình yêu làm vợ, làm chồng. Thì ngày hôm nay thiếp đã có chàng, có anh, có chị, có cả họ hàng đôi bên, để rồi hai tay bưng lấy cây trầu, trước là mời ba mẹ, sau là mời bạn bầu cô bác gần xa. Đẹp lòng nàng thỏa ý ta, bao công xây đắp thắm hoa chờ ngày, khăn hồng với cánh chim bay, tương lai tung cánh giữa bầu trời xanh. Thì sau đây trước sự hiện diện của toàn thể quý khách chúng ta trong trường ngày hôm nay, thì tôi xin phép có đôi lời được hỏi cô dâu và chú rể trước toàn thể quý vị cùng khách chúng ta trong trường ngày hôm nay ạ. Vâng, đầu tiên thưa chú rể văn minh đẹp trai thân mến, thì cho đến giờ phút này bạn đang đứng bên người phụ nữ và bạn đã dành tất cả trái tim của mình, tình yêu của mình để chinh phục người phụ nữ và bạn yêu thương nhất. Thì cho đến giờ phút này, trước sự hiện diện của các vị cùng khách chúng ta trong trường ngày hôm nay, thì bạn có đồng ý lấy chị Đan Lê làm vợ và nguyện suốt đời yêu thương Trung Thủy và chăm sóc Đan Lê của chúng ta hay không ạ? Có ạ. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn cho lời đồng ý vừa rồi ạ. Vâng, và thưa cô dâu Đan Lê xinh đẹp thân mến, thì nụ cười trên đôi môi của bạn đã thể hiện sự rạng ngời hạnh phúc vì bạn đang đứng bên người đàn ông mà bạn đã dành tất cả trái tim của mình, bản thân của mình để gửi gắm cho người đàn ông mà bạn yêu thương nhất. Thì cho đến giờ phút này, trước sự hiện diện của toàn thể khách chúng ta trong trường ngày hôm nay, thì bạn có đồng ý lấy anh Văn Minh làm chồng và nguyện suốt đời yêu thương Trung Thủy và chăm sóc Văn Minh của chúng ta hay không ạ? Dạ có ạ. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn nữa cho lời đồng ý vừa rồi ạ. Vâng, kính thưa toàn thể các vị quan khách thân mến, tôi và các bạn biết rằng hai người họ đã và đang yêu nhau rất say đắm, nhưng dù sao đi chăng nữa thì hai người cũng phải ký vào cuốn sổ lưu niệm của nhà cưới trước sự hiện diện của các vị quan khách chúng ta trong trường ngày hôm nay. Toàn thể quý vị quan khách thân mến, đây là cuốn sổ lưu niệm của nhà cưới mà vừa rồi trước sự hiện diện của các vị quan khách thì cô dâu và chú rể của chúng ta đã ký. Và nhân danh ban tổ chức, tôi xin trân trọng tuyên bố kể từ ngày hôm nay, kể từ giờ phút này, đôi bạn trẻ của chúng ta đã chính thức là vợ là chồng. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ chúng ta trong trường hôm nay. Vâng, kính thưa các vị, trời đất thì giao hòa có bốn mùa xuân hạ thu đông, và mỗi mùa thì đều có một tình yêu, vì tình yêu là cảm xúc mạnh mẽ và ngọt ngào nhất. Tình yêu là tấm lòng tràn đầy tin yêu đối với người quan trọng trong cuộc đời bạn. Tình yêu mang ý nghĩa đến cho thế giới và phép nhiệm màu đến cho hàng triệu hy vọng và ước mong. Tình yêu làm cho buổi sáng rực rỡ hơn và mỗi mùa có vẻ xinh tươi hơn. Tình yêu mang đến sự dịu dàng trong mỗi cái ôm, niềm hạnh phúc trong mỗi con tim và niềm cảm hứng trong mỗi tâm hồn. Vâng, tình yêu của Văn Minh và Đan Lê được bắt đầu từ đâu? Có phải từ ánh mắt đầu tiên mà hai người họ gặp nhau? Đố ai định nghĩa được chữ yêu? Có khó gì đâu một buổi chiều gặp người con gái ngây thơ ấy, thầm thương trộm nhớ thế là yêu. Vâng, điều đó trong mỗi chúng ta không ai biết cả. Và như quý vị và các bạn đã biết thì chú rể và cô dâu của chúng ta đều sinh ra và lớn lên tại quê hương Việt Nam thân yêu. Song hai chữ viết Nghệ An là nơi sinh ra và lớn lên của chàng trai Văn Minh và cô gái Đan Lê. Nơi đây là một miền quê có bề dày văn hóa lịch sử, có giếng nước trong xanh, có mái đình cổ kính, có cây đa, có dòng sông nhỏ uốn khúc trải dài và có cô lái đò chống sào đợi khách qua sông. Vâng, Nghệ An quê nghĩa quê tình, Nghệ An quê ấy chúng mình rẻ dâu. Và có thể nói xuất phát từ điều kiện quê hương còn nghèo nàn, gia đình còn khó khăn, mà chúng ta là những người con Việt Nam nói chung, chú rể và cô dâu nói riêng, thì hai người họ đều phải đến một nơi có thể nói là phồn hoa. Vâng, nơi đây mình đã gặp Lê, có bầu trời mộng mơ và hoa vàng rực rỡ, có tình yêu luôn xôn xao chào đón để mong sao kiếm tìm được hạnh phúc cho quê hương, cho đất nước và cho cuộc sống của riêng mình. Thì trong lao động ấy đã chớm nở một tình yêu, và tình yêu của Văn Minh và Đan Lê ngày càng lớn dần theo thời gian, ngày càng mãnh liệt hơn, ngọt ngào hơn và đằm thắm hơn. Và vào một ngày đẹp trời thì chú rể Văn Minh đã ngỏ lời với cô dâu Đan Lê rằng: Đan Lê thân yêu, anh hỏi em yêu anh đến bao giờ? Lúc này thì cô dâu Đan Lê của chúng ta đôi má ửng hồng và cũng thò thẻ trả lời rằng: Dạ thưa anh Văn Minh, em trả lời suốt kiếp mãi bên anh. Nếu anh là hàng cau xanh trước ngõ,
hoa trắng ngần ngắn ngát đến thơm tho. Em sẽ là dây trầu trong cổ tích, cuốn thân cầu cho đượm nhớ tương tình, để rồi ngày hôm nay họ đã đạt đến đỉnh cao của tình yêu, đó là hạnh phúc lứa đôi. Và được sự tìm hiểu chín muồi của đôi bạn trẻ, được sự nhất trí của hai bên gia đình tại quê hương, cùng với sự vun đắp chân tình của các cô, các chú, các anh, các chị, cùng toàn thể quý vị và các bạn, thì cho đến ngày hôm nay, một ngày đẹp trời tại Korea, thì một lễ cưới trang trọng và lịch sự đang được diễn ra tại đây. Đó là kết quả tình yêu của đôi bạn trẻ để đánh dấu tình yêu của mình bước sang một trang mới. Trước sự hiện diện của toàn thể quý khách chúng ta trong trường ngày hôm nay, thì chúng ta không biết nói gì hơn là chúc Xuân Văn Minh và Đan Lê trăm năm hạnh phúc, trọn đời bên nhau như dây trầu quấn chặt thân cầu và tình chồng nghĩa vợ trước sau bao lâu. Vâng, kính thưa toàn thể quý khách thân mến, bằng lời ca tiếng hát thì ban nhạc Hương Quê của chúng tôi sẽ gửi tới toàn thể quý khách chúng ta những ca khúc thật lãng mạn, thật trữ tình để mừng ngày hạnh phúc cho đôi bạn trẻ chúng ta trong trường ngày hôm nay. Vâng, và để mở đầu ca khúc chúc mừng ngày hạnh phúc với ca khúc Tàu Anh Qua Núi do chị Khánh Hòa. Vâng, một trọng tay thật lớn để cùng chào đón chị Khánh Hòa. Vâng, xin mời. Hôm nay là ngày vui của hai em, chẳng có gì hơn chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Chúc toàn thể hôn trường có một ngày chủ nhật vui vẻ và mọi siêu như ý ạ. Sau đây em gửi hôn trường một bài Tàu Anh Qua Núi của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa. Vâng ạ, xin một tràng tay lớn lên để cổ vũ cho chị Khánh Hoa. Vâng, xin mời. Dòng Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân máy bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ. Tàu qua núi cao, trời hôm nay thanh thang như lời hát. Biển quê hương ru êm bên bờ cát, đưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay vào Nam là thương nhớ. Câu cho tàu anh tới là yêu nhau, hay suối em cùng lội là yêu nhau, hay núi em cùng chiều. Con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui, qua đèo vẫn máy bay đi núi. Nhớ thương nhau em chờ anh tới mà tàu anh đi. Qua núi cao, trời quê hương trong xanh như lời hát. Tiếng quê hương ru êm đêm bờ cát, đưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay vào Nam là thương nhau. Em bắt cầu cho tàu anh tới là yêu nhau, mấy suối em cùng lội là yêu. Suốt bốn mùa vui, qua đèo Hải Vân máy bay đi núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng anh mơ. Tàu qua núi cao, trời quê hương trong xanh như lời hát. Tiền quê hương ru êm êm bờ cát, đưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay vào Nam là thương nhau. Câu cho tàu anh tới là yêu nhau, mấy suối em cùng lội là yêu.
Vâng ạ, một tràng tay để dành cho chị Khánh Hoa của chúng ta. Vâng, vừa rồi là một ca khúc thật tuyệt vời mà chị Khánh Hòa đã gửi tới toàn thể huấn trường gửi chúng ta. Và tôi xin được thay lời chúng tôi chú rể xin chúc chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trên con đường mà chị đang lựa chọn. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, cây chung thì hai họ cùng trồng, rể dâu thì đâu cũng là con một nhà, đẹp lòng cô bác mẹ cha, sâu hiền rể thảo mới là đạo con. Có lẽ sống ở đời này luôn thế, người với người sống để yêu nhau. Sau đây hai họ trao cờ ân tình. Vâng, và sau đây tôi trân trọng kính mời vị trưởng đoàn của nhà gái sẽ lên phát biểu ý kiến và trao dâu hiền. Vâng, một tràng tay thật lớn để cùng chào đón vị trưởng đoàn của nhà gái. Vâng, xin mời. Kính thưa quý quan viên hai họ, thưa tất cả anh chị em và các bạn thân hữu gần xa của cô dâu và chú rể đã và đang có mặt trong hôn trường ngày hôm nay. Trước tiên, được sự nhất trí của họ nhà gái cùng những sự đồng thuận của hai em Minh và Lê, cho phép tôi được đại diện họ nhà gái xin gửi tới quý quan viên hai họ cùng toàn thể anh em và ban tổ chức lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn và lời chào trân trọng nhất. Vâng, trai đến tuổi, gái đến tuổi thì phải dựng vợ gả chồng. Và ngày hôm nay, cho phép tôi xin phép họ nhà trai xin được gửi em Lê về làm dâu, làm con, làm cháu, làm em trong dòng họ nhà trai. Và tôi cũng xin phép họ nhà trai xin được nhận em Minh về làm con, làm cháu, làm em, làm rể trong họ nhà gái. Và tôi cũng xin chúc cho tình thông gia của hai họ được vững bền. Anh xin chúc cho hai em Minh và Lê miệng trầu làm miệng trầu têm. Chúc cho hai em cả đêm lần ngày miệng trầu làm miệng trầu cay. Chúc cho hai em cả ngày lần đêm. Chúc cho hai em trăm năm hạnh phúc. Cuối cùng, tôi xin gửi lời chúc tới quý quan viên hai họ nơi quê nhà lời chúc sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Vâng, ngân nga chỉ có vài lời, nhà gái phát biểu mọi người cảm thông. Vị trưởng đoàn của nhà gái cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cô dâu và chú rể và mong làm sao cho cô dâu chú rể sống trăm năm hạnh phúc, trăm năm nhớ mãi là đây, trăm năm nhớ mãi một ngày kết duyên và tình cảm lúc nào cũng dạt dào như biển đông. Và xin được thay lời cho cô dâu chú rể xin chúc vị trưởng đoàn của nhà gái luôn mạnh khỏe và thật hạnh phúc. Vâng, xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng, và để tiếp nối chương trình văn nghệ mừng ngày hạnh phúc cho đôi bạn trẻ chúng ta trong trường ngày hôm nay thì tôi cũng xin trân trọng giới thiệu về dự buổi lễ thành hôn của Văn Minh và Đan Lê, một nam ca sĩ trẻ. Vâng, xin mời nam ca sĩ Hồ Nhân, vâng, với ca khúc Bức Thư Tình Đầu Tiên. Vâng, một tràng tay thật lớn để cùng chào đón nam ca sĩ Hồ Nhân ạ. Vâng, xin mời. Lời đầu tiên cho Hồ Nhân xin kính gửi một lời chào trân trọng nhất tới quý quan khách đang có mặt tại hội trường ngày hôm nay và cũng như gửi một lời chúc thật là tốt đẹp nhất cho hai anh chị thật là xinh đẹp ngày hôm nay. Em cảm ơn. Và tiếp tục chương trình thì Hồ Nhân xin trình bày một ca khúc được mang tên Bức Thư Tình Đầu Tiên, một ca khúc rất là dễ thương của nhạc sĩ Đầu Bảo. Xin mọi người cùng thưởng thức. Vâng ạ, xin một tràng tay để cổ vũ cho Hồ Nhân ạ. Sẽ luôn ở đây
nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn ngào vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Mình đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng, anh nhớ em, anh nhớ em. Biết bao bên tràn thư tình gửi đến em. Bạn đời ơi, anh mơ mỗi sớm tình giấc, mắt anh kiếm tìm, tay anh lắng nghe, môi anh có tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Quý vị có thể giơ những cánh tay của mình lên để mà chúng ta được quay hình thật là đẹp trong buổi thần hôn hôm nay được không ạ? Xin mọi người cùng giơ một cánh tay lên và lắc lư theo điệu nhạc nha. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây nghẹn ngào vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Mình đã mơ về ngôi nhà cùng những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng, anh nhớ em, anh nhớ em. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về đâu những ngọn đèn vàng, anh nhớ em, anh nhớ em. Biết bao bên trang thư tình gửi đến em. Bạn đời ơi, anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Vâng, xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Vâng, xin một tràng hoan dành vào tay dành cho nam ca sĩ Hồ Nhân ạ. Vâng, vừa rồi là một ca khúc thật lãng mạn, thật trữ tình và thật ý nghĩa mà nam ca sĩ Hồ Nhân đã gửi tới cô dâu chú rể cùng toàn thể huấn trường gửi chúng ta. Và tôi xin được thay lời cho cô dâu chú rể xin chân thành cảm ơn em và chúc em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trên con đường mà em đang lựa chọn. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa toàn thể huấn trường thân mến, nhà gái đã phát biểu rồi, nhà trai xin có đôi lời hát lên, một là để nhắn nhủ rể dâu, hai là để siết chặt mối tình đoàn kết thông gia giữa hai bên gia đình. Và sau đây, tôi trân trọng kính mời vị trưởng đoàn của nhà trai sẽ lên phát biểu ý kiến và nhận dâu hiền ạ.
Vâng, một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón vị trưởng đoàn của nhà trai. Vâng, xin mời. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa quý vị quan khách, kính thưa toàn thể hội hôn. Hôm nay đại diện thay mặt họ nhà trai, tôi xin gửi lời chào đến quý hội hôn, lời chào trân trọng nhất. Thay lời gia đình, tôi xin trân trọng cảm ơn quý hội hôn đã dành hết thời gian vàng ngọc tới dự buổi lễ thành hôn của hai anh chúng tôi, Văn Minh và Eli Đan Lê. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa quý hội hôn, hôm nay ngày 26 tháng 6 năm 2016, được sự đồng ý của hai bên gia đình, được sự đồng ý của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hai bên gia đình tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai em Văn Minh và Eli Đan Lê. Trước sự chứng kiến của hai bên gia đình, trước sự có mặt của đại diện ban tổ chức cùng toàn thể quý hội hôn, hôm nay, giờ phút này hai em đã chính thức thành vợ thành chồng. Cũng từ hôm nay, hai em cùng nhau kề sát cánh bên nhau để làm tròn bổn phận của một người làm dâu làm con hai bên nội ngoại gia đình. Thay lời gia đình, cùng quý hội hôn xin chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Sau buổi lễ thành hôn của hai em cũng còn nhiều thiếu sót, mong được sự chia sẻ của quý vị dành cho hai em. Đại diện hai bên gia đình xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn quý hội hôn. Cũng sau buổi lễ thành hôn, xin được mời quý hội hôn xuống tầng 1 phòng 1 để dự bữa cơm thân mật của hai bên gia đình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Vâng, một lời thì bằng cả ngàn câu, nói sao cho hết những câu ân tình mà vừa rồi vị trưởng đoàn của nhà trai cũng gửi những tâm tư tình cảm của mình và những lời chúc tốt đẹp nhất tới cô dâu và chú rể, và mong làm sao cho cô dâu chú rể sống xứng đáng là con ngoan dâu hiền và rể thảo nơi quê nhà. Và tôi xin được thay lời cho cô dâu chú rể xin chúc vị trưởng đoàn của nhà trai luôn mạnh khỏe và thật hạnh phúc. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, khi hai người yêu nhau thì họ dành cho nhau tất cả những ngôn từ đẹp đẽ nhất và đáng yêu nhất. Em là bờ biển xôn xao, còn anh là sóng xô vào lòng em, hạnh phúc là lúc nhá nhem, thủy triều sóng vật, bờ em nhũn mềm. Và chú rể đã nói với cô dâu Đan Lê rằng, Đan Lê thương yêu, anh đã đi đến cùng trời cuối đất, gặp được em người con gái duy nhất anh thương. Em đẹp dịu dàng, nết na, đôn hậu và thủy chung. Và cô dâu Đan Lê của chúng ta cũng thỏ thẻ và trả lời rằng, dạ thưa anh, trời cũng xe duyên cho em được gặp anh. Anh vừa đẹp trai lại thật có tài, tài ăn nói kiêu sa và lịch lãm. Trái tim em đã thuộc về anh ngay từ phút đầu tiên rồi. Vâng, yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà dối mẹ qua cầu gió bay. Yêu nhau chào nhẫn cho nhau, về nhà thưa với mẹ với cha, chúng con muốn bên nhau trọn đời. Trích nhân cưới ly rượu hồng, siết chặt tình chồng nghĩa vợ dài lâu. Và sau đây tôi xin trân trọng kính mời một đôi nam thanh nữ tú mang nhẫn cưới và rượu hồng vào cho cô dâu chú rể. Vâng, xin mời. Oh, 햇살이 밝은 아침 보다
괜찮아 그 말은 안쓰러워 건강한 윤창 부탁 두 미래야 Vâng, và sau đây thì xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hai người cùng can ly ạ. Vâng, những tràng pháo tay quý vị để cổ vũ cho cô dâu chú rể chúng ta. Hai người cùng can ly ạ. Vâng, xin mời. Vâng, xin cảm ơn hai bạn và mời hai bạn về vị trí của mình ạ. Vâng, kính thưa quý vị, nhà thơ Xuân Diệu thì có bài thơ viết rằng: Anh xin làm sóng biếc, hôn mãi cát vàng em, hôn thật khẽ thật êm, hôn êm đềm mãi mãi, cho mãi đến muôn đời, đến tan cả đất trời, anh mới thôi rào rạt. Và nhà thơ Huy Hoàng thì có bài thơ viết về tình yêu: Gió làm cành lá rung rinh, hôn là sức tác làm sinh thêm nàng, yêu anh em đẹp dịu dàng, anh là nhân tố cho nàng thăng hoa. Và sau đây, toàn thể quý vị quan khách của chúng ta sẽ được chứng kiến giây phút thăng hoa của cô dâu Đan Lê bằng nụ hôn nồng cháy của chú rể Văn Minh. Vâng, những tràng pháo tay cổ vũ của quý vị đâu ạ? Vâng, xin mời cô dâu và chú rể, hai bạn hãy hướng mắt vào nhau và trao cho nhau nụ hôn đầu tiên trong hạnh phúc. Vâng, xin mời. Vâng ạ, cô dâu chú rể thực hiện lại nụ hôn của mình đi ạ. Thật lâu hơn, say đắm hơn. Và xin mời các nhà quay phim, các nhà nhiếp ảnh hãy ghi lại khoảnh khắc này ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quân trường thân mến và thưa chú rể Văn Minh đẹp trai thân mến, thì cô dâu Đan Lê của chúng ta cũng có đôi lời nhắn nhủ tới anh: đã yêu là phải pro, nhăng nhít cặp bồ em đánh sưng mông, từ giờ mà cứ lông bông cửa nhà em đóng cấm không cho anh vào. Vâng, một tràng tay thật lớn lên để mừng hạnh phúc cho đôi chúng ta trong trường hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay cô dâu và chú rể của chúng ta đang tổ chức hôn lễ tại Korea, thì hai bên gia đình cùng các vị quan khách của chúng ta cũng có dành những món quà nho nhỏ để dành tặng cho cô dâu chú rể chúng ta trong hôn trường ngày hôm nay. Và sau đây thì tôi xin được trân trọng kính mời những món quà từ phía hai bên gia đình cùng các vị quan khách của chúng ta đưa lên để dành tặng cho cô dâu chú rể. Vâng, xin mời. Vâng ạ, xin mời các vị trao quà cho cô dâu và chú rể. Vâng, xin mời ạ. Thank you.
Kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, thì ngày hôm nay tại quê hương Việt Nam của chúng ta, hai bên gia đình cũng có chuẩn bị những chén trà xanh để chúc tình anh Trung Thùy, và cũng có những bức thư tình để chúc tình chị đẹp xinh. Thì sau đây trước ống kính của máy quay nhà quay phim, tôi cũng xin được thay lời cho cô dâu chú rể xin gửi lời chúc sức khỏe tới các ông các bà, cha mẹ cùng các vị quan khách của chúng ta tại quê hương Việt Nam, lời chúc sức khỏe, an lành và thật hạnh phúc. Vâng, xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và để tiếp nối chương trình văn nghệ mừng ngày hạnh phúc cho đôi bạn trẻ chúng ta trong trường ngày hôm nay với ca khúc Em Là Cô Dâu do chị Thu Hương. Vâng, một tròng tay thật lớn để cùng chào đón chị Thu Hương ạ. Vâng, và lời đầu tiên Trâm gửi lời trân trọng kính chào đến toàn thể quý vị các bạn đang có mặt trong ngày lễ hôn trường. Một lời chúc sức khỏe và lời chào thân ái nhất ạ. Và em đến đây kính chúc cho anh và chị trăm năm hạnh phúc và sống với nhau đến đầu bạc răng long. Và ca khúc sau đây em gửi đến được mang tên Em Là Cô Dâu. Xin mọi người cho một tràng vỗ tay được không ạ? Xin một tràng tay lớn lên để cổ vũ cho chị Thu Hương của chúng ta. Em hôm nay là cô dâu, đi bên anh thật vui sao? Những chiếc lá trên keo chạy tung bay như đôn chèo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một tràng tay lớn lên nào. Vâng, xin thành cảm ơn. Vâng, vừa rồi là ca khúc Em Là Cô Dâu do bạn Thu Hường đã gửi tới toàn thể quý khách chúng ta. Và tôi xin được thay lời cho cô dâu chú rể xin chúc bạn luôn mạnh khỏe và thật hạnh phúc. Vâng, xin chân thành cảm ơn. À, để tiếp nối chương trình văn nghệ với ca khúc Cung Đàn Mùa Xuân do anh Lê Toàn. Vâng, một tràng tay thật lớn để cùng chào đón anh Lê Toàn. Vâng, xin mời. Vâng, lời đầu tiên xin cảm ơn ban tổ chức, cùng chúc cho toàn thể của trường chúng ta một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho cô dâu chú rể trong năm hạnh phúc sống đầu bạc răng long. Và để nối chương trình ca nhạc chúc mừng trong năm hạnh phúc cho hai em hôm nay, Cung Đàn xin gửi đến quý vị với nhạc phẩm Cung Đàn Mùa Xuân. Vâng, một tràng pháo tay lớn lên được cổ vũ cho anh Lê Toàn của chúng ta. Vừa rồi là một ca khúc thật sôi động mà anh Lê Toàn đã gửi tới toàn thể huấn trường cưới chúng ta. Và xin được thay lời cho cô dâu chú rể xin chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, bánh cưới là thể hiện cho sự gắn kết yêu thương mãi mãi. Và sau đây chúng ta hãy cùng chứng kiến cô dâu và chú rể cùng cắt bánh cưới để chia ngọt sẻ bùi những năm tháng mà hai người đang hướng tới ở tương lai. Vâng, xin mời. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder. Vâng, và sau đây thì xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hai người hãy cùng thổi tắt ngọn nến ạ. Vâng, xin mời ạ. Hai bạn hãy thổi tắt ngọn nến trên bánh cưới. Vâng, xin mời và những chào đây quý vị đó. Vâng,
Vâng, và xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta cùng cắt chiếc bánh cưới để chứng minh tình yêu gắn kết yêu thương mãi mãi ạ. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể về vị trí của mình. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, như quý vị và các bạn đã biết thì tình yêu của Văn Minh và Đan Lê không phải ngẫu nhiên mà có, mà đã phải trải qua biết bao những năm đợi, tháng chờ và những đêm dài tâm sự. Thì giờ đây, con thuyền tình yêu của đôi bạn trẻ đã neo đậu bến tàu, bởi tình yêu là hai tiếng thiêng liêng, là vị ngọt của làng cũ yêu dấu, là tất cả những gì mà hai bạn đang ngày đêm nâng niu ấp ủ. Vâng, hai bạn hai chữ đậm đà, tình yêu son sắc mặn mà thủy chung. Trên đời này thì đâu chỉ có chúng ta là những người con trai anh dũng kiên cường, đâu chỉ có những cô gái, những người phụ nữ dịu dàng đảm đang, mà cha mẹ đã sinh ra Đan Lê, cha mẹ đã sinh ra Văn Minh để cho đôi bạn kết thành tình yêu. Lê như trái chín trên cành, cho Minh hai lấy để dành phần riêng, cho dù xuống biển mò kim, cất lời vàng đá để tìm người thương. Chầu cau nay đã vấn vương, chầu với ngọc đi chung một đường, con đường hạnh phúc là thế đó. Hãy giữ cho nhau trọn kiếp người, có thể hoa tàn theo năm tháng, lòng người đâu có dễ phôi phai. Và sau đây, xin trân trọng toàn thể quý vị quan khách của chúng ta hãy cùng đứng lên để cùng chào đón tân lang và tân gia nhân, cùng bước đi những bước đi đầu tiên trong ngày hạnh phúc của mình để trở về lâu đài hạnh phúc. Vâng, xin mời. 진짜 trọng kính mời hai vị trưởng đoàn, các bạn lễ tân của chúng ta cùng các vị khách quý trở lại hôn trường cưới để chụp hình lưu niệm cùng cô dâu và chú rể. Vâng, xin trân trọng kính mời các vị quan khách của chúng ta ở lại hôn trường cưới để chụp hình lưu niệm và tung hoa cưới. Và sau khi chụp hình lưu niệm xong thì xin trân trọng kính mời các vị xuống tầng 1 của tòa nhà để giữ bữa cơm thân mật cùng hai bên gia đình và chúc quý các bạn chúng ta một bữa tiệc ngon miệng, vui vẻ và thật hạnh phúc. Vâng, xin chân thành cảm ơn.
toàn người trong em. Hôm nay em xin chân thành cảm ơn các chú, các cô, các bác, cùng anh chị, bạn bè để gửi lời chúc mừng có hạnh phúc cho người trong em. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Hôm nay có tiệc nhiều thì anh em cũng cầm ly lên để rất tốt chúc cho người trong em trong hạnh phúc ạ. Vâng, và thưa quý vị và các chúng ta, những ai chưa có rượu bia trong ly của mình thì xin mời quý vị hãy rót rượu bia vào ly của mình ạ. Và sau đây thì tôi xin được nhường lời cho chú rể Văn Minh sẽ hô thật lớn lên để cùng mừng ngày phúc cho đội tuyển ta trong trường ngày hôm nay. Vâng, xin mời anh em ơi, cùng cầm ly lên nha. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư, ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm xuôi. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Vô, vô, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư, ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm xui rồi đó. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Vô, vô, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư, ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm xuôi. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Vô, vô, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta
du càng ly chúc mừng cho đàn trai, cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm xu rồi đó. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Một, hai, ba, vô, ba, hai, một, vô. Ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày uống cho nó thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình bảo đảm là linh đình.
from the waist down.